Rồi hello bạn, hôm nay có một dịp giao lưu Optim với tất cả anh em học viên ở Hà Nội. Thì tất cả mọi người ở đây đều để tập luyện và phát triển chiều cao thành công. Đầu tiên là bạn Tung, cameraman. Cameraman quay từ cao từ 1m6 lên 1m64, sinh năm 99. Đó. Đây là bạn Tôn. Eo hông. Không biết giới tính bạn như thế nào. Sinh năm 2k2. Lên từ 1m68 tới 1m74. Này là anh Vương, 28 tuổi, 1m72 lên 1m75,5. Lộc, 98 lên được 2,5cm. Đức thì trong cái clip trước thì lên được 4cm. Rồi hiện tại là bạn Đức lên được 5,5cm và đạt được 1m73. Rồi bạn học viên này là mới tập, tập được 1 tháng và hiện tại thì chưa có kết quả. Rồi tất cả mọi người ở đây đều là học viên của mình và đã cao lên thành công. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một sit tập. Đó là squat burpee kết hợp với chạy bứt tốc tại chỗ. Tức là chúng ta sẽ tập 5 cái squat burpee. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện 10 giây chạy bứt tốc tại chỗ, lặp đi lặp lại đến khi nào mệt chúng ta được tính là một hiệp. Đó, chúng ta sẽ tập khoảng 5 hiệp hoặc là 10 hiệp đến như vậy nha. Rồi em quay giùm anh nè. Đó, quay gọc gọc ra. Đúng rồi. Như vậy là tư thế squat nè. Hãy đọc lại đi đầu qua. 1, 2, 3, xuống. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chỉnh tốc tại chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dừng, rồi squat lúc binh. Xuống. 1, 2, 3, 5 6 6 7 8 9 10. Rồi xuống đi. 1 2 3 4 5. Rồi chuyển tốc lại chỗ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi xuống đi. 1 2 3 4 5. Rồi chúng mình chạy tốt tại chỗ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi xuống đi. 1 2 3 4. Rồi chạy bứt tốc tại chỗ. Hai đứa đi trước nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bắt bứt pin. 1 2 3 4 5. Rồi chạy tốc tại chỗ. Rồi dừng. Rồi đó là một sit tập của tất cả học viên của mình. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt các bạn. Thôi.